Tiếp tục với chương trình tiếng Anh lớp 6 Rayon, sách bài tập của book Unit 4, 4D, Everyday English, trang 41. Bài 1 của chúng ta là đưa ra đề nghị, making suggestion, đưa ra đề nghị ha. Number 1, exercise 1, mark the sentences, choose the sentences. Nối câu với câu, từ 1 tới 4 tới A, với A với D, A tới D. Why don't you put your gloves on? Why don't you là cái câu đề nghị là tại sao bạn không? Tại sao bạn không put on là mặc? Cái gì? Glove là bao tay. Tại sao bạn không đeo bao tay vào? Thì chúng ta nối với câu C. I don't have them with me. Tôi không mang theo. Rồi câu tiếp theo này. Here, take my. Đây, lấy của tôi đây. Thì người kia phải là thanks, cảm ơn. 2D. Câu tiếp theo là why don't you ask Tess for his? Tại sao bạn không hỏi Tess lấy của anh ta? Why don't you ask Tess for his? Thì chúng ta nối với câu B, đó là good idea. Ý kiến hay đấy. He always has one in his bag, anh ấy luôn mang theo trong cái giỏ. What's wrong now? Bây giờ lại có chuyện gì? My head is cold too. Đầu tôi cũng lạnh. Nha. 4A, 1C, 2D, 3B và 4A. Rồi qua bài số 2 là circle the correct option. Are you okay? Bạn có ổn hay không? Chúng ta có hai lựa chọn. Đó là A, no, I'm freezing, and B, let's ask. Thì khi mà hỏi bạn có ổn không thì chúng ta nói với cậu khoanh và cậu A. Không, tôi lạnh cóng rồi, tôi lạnh đóng băng luôn rồi. I'm freezing. Câu số 2, the sights are amazing. The sights are amazing là cái cảnh thật là đẹp quá. Câu A, I know, tôi biết rồi. Câu B, yes, they are. Ừ, đúng vậy. Thì chúng ta khoanh vào câu B. Câu số 3 là, have you got an umbrella in your bag? Bạn có mang theo dù trong giỏ không? Trong túi không? Have you got an umbrella in your bag? Câu A, she always has one. Cô ấy luôn mang theo một cái. Câu B này, sorry no. Xin lỗi, không mang. Vậy thì khoanh vào câu B. Rồi sang cái bài tiếp theo của chúng ta liên quan đến phần đại tân ngữ, rồi đại từ sở hữu. Nha. Trong bài này thì chúng ta cần chú ý về cái đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu, đại từ sở hữu và tân ngữ. Chúng ta có này. Tân ngữ, bây giờ đại từ sở hữu thì chúng ta có tính từ sở hữu là my, thì đại từ sở hữu cũng là my này. Your sở, his her sở, rồi it là không có, rồi they, their thì thành their sở, our là thành our sở. Đó, tính từ sở hữu thì nó sẽ đi với một danh từ phía sau, còn đại từ sở hữu thì chúng ta không cần danh từ phía sau. Còn cái tân ngữ là gì? Tân ngữ thì nó đứng sau động từ, sau giới từ nhé. Ví dụ như là you, me, us, them, him, her, it, đây là tân ngữ. Vậy chúng ta coi nha. Tôi không có một cái mũ với tôi. Tức là tôi không mang theo mũ của tôi. Vậy là I haven't got a hat. Sau giới từ what này chúng ta phải xài me nha. Me, tân ngữ me. Câu số 2, cái mũ này là của cô ấy. Các bạn thấy ở đây không có danh từ phía sau thì chúng ta xài đại từ sở hữu, đó là her sở. Câu số 3, chúng ta hãy hỏi Jim để mượn cái khăn của anh ta. Ở đây cái khăn là danh từ thì trước danh từ phải là tính từ sở hữu. Cái him là tân ngữ, không xài được trong trường hợp này. Him nó đứng một mình, nó không cần danh từ phía sau. Vậy là let's ask him for his scarf. Cái khăn của anh ấy phải là his scarf. Sang câu số 4 này, những cái đôi bao tay đó là của bọn họ. Những đôi bao tay đó là của bọn họ. Của bọn họ thì đây phải là một cái đại từ sở hữu, bởi vì không có danh từ phía sau. Chúng ta xài đại từ sở hữu trong trường hợp này. Câu số 5, anh ta có mang theo dù với anh ta hay không? Ở đây chúng ta đang cần một cái tân ngữ nha. Một cái tân ngữ him, chúng ta khoan vào him. Sang cái bài số 4 là complete the dialogue, read it aloud. Chúng ta đọc cái đoạn hội thoại này và hoàn thành và đọc to. Bạn Jody và bạn Fred đang nói chuyện với nhau. Hi Fred, chào Fred, hi Jody, chào Jody. How are you? Bạn khỏe không? Ở đây how are you? The sun is in my eye. Mặt trời chiếu mắt tôi. It's very hot and I haven't got my sunglasses with me. Bạn khỏe không nào? Mặt trời đang chiếu vào mắt tôi. Nó rất là nóng và tôi không có mang theo kính râm theo cùng tôi. Vậy đây các bạn sẽ xài cái gì? Me, đại từ tân ngữ. Ok, tân ngữ. Here, take my. Đây, lấy của tôi nè. Here, take my, thanks, cảm ơn. You're welcome, cảm ơn, không có gì. You're welcome. Fred, what's wrong now? Lại có chuyện gì đây? What's wrong now? I want some water. Tôi muốn một ít nước. Have you got a bottle in your bag? Bạn có chai nào trong giỏ không? Have you got a bottle in your bag? No, I haven't. Không, tôi không có. Sorry, xin lỗi. Rồi, đó là cái bài 4D, 141.